Vâng. Hoặc là mình kích đạo hoa. Dạ. Thế thì bây giờ mình lấy cái trung cục làm vâng. chủ hay là lấy cái tiểu cục làm chủ? Kích tài lộc thì kích trung cục làm chủ. Kích đạo hoa kích cả hai luôn. Kích đạo hoa là kích cả hai luôn. Cả hai tại sao? Tại sao lại phải cả hai? Bởi vì là cái đào hoa là kích ở dưới phòng khách là một, tuy nhiên là cái phòng ngủ của nữ nhân đó cũng phải kích nữa. Tôi gọi là tích trung cục, kích cả tiểu cục, nhưng mà tiểu cục ở đây là tiểu cục phòng ngủ của cái nữ nhân hay nam nhân đó, thì mình thúc cả trong phòng đấy luôn. Ví dụ như là ví dụ như tôi mình không có ví dụ đúng không ạ, là tuổi Tý chẳng hạn đúng không, vậy đào hoa của tôi cứ thấy phương rộng đúng không ạ? Như vậy vị trí phía tây trong phòng ngủ của tôi là vị trí đào hoa, tại vị trí là 277,5 độ, đấy là vị trí chính đào hoa của tôi đúng không ạ? Và vị trí phía tây 277,5 độ của cái phòng khách thì là vị trí đào hoa của tôi ở trong nhà đúng không ạ? Nếu tại vị trí đó và của tôi mà đang để cái nhà vệ sinh thì có ế thì mới phải kích thôi đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là tôi phải chấn sát cái nhà vệ sinh này ra bằng cách là tôi sẽ giữ cho nhà vệ sinh cái khô. Ra vào ra là tôi phải đóng cửa. Thứ hai là tôi phải để vào trong nhà vệ sinh một cái cây là cái cây chầu bà đúng không ạ? Chúng ta treo vào trong góc để chúng ta hóa cái khí dương, dùng cái bảo bình thủy. Cái bảo bình thủy là cái hũ đá trong đấy để cái thạch anh trắng á, xong đổ nước vào ấy, tôi để ở dưới sát cái mệt để tôi hóa cái âm khí, và cửa vào ra là tôi sẽ đóng lại. Nếu như muốn chắc ăn nữa thì dùng ba đồng tiền hoa mai mặt hình úp xuống đặt để phong ấn cái cửa ấy lại, thì phần đấy không phải là kích nữa mà đấy là chấn sát đúng không ạ? Sau đó đến vị trí phía tây trong phòng ngủ của tôi đúng không ạ? Ở vị trí tây trong phòng ngủ của tôi là thông thường để thúc lên nhanh nhất thì tùy vào hoàn cảnh thì tôi sẽ thúc. Ví dụ như là cái tôi có thể treo vào đấy một cái quạt đào hoa, tôi có thể treo vào đấy một cái cây ra hoa màu đỏ, và tôi để cái đồng hồ bên trên cho nó quay. Cách thứ ba tôi để vào đấy một hồ lô hòa hợp. Cách thứ tư nặng quá cho luôn cả cái bể cá, tức là nặng nhất cho cả cái bể cá ở đấy luôn, vì cái bể cá là nước nó chạy luân chuyển. Nhưng mà trong phòng ngủ thì sao lại? Thì đã bảo là nặng quá rồi thì tính như sao đâu, ca này nặng quá rồi thì phải cho cả cái bể cá luôn đúng không? Cái bể cá thì nhỏ như này thôi, nhỏ như này chứ không phải là cái bể cá to đùng. Cái bể cá nhỏ như này nuôi trong đấy khoảng 11 con cá 7 màu đó, để nhỏ như này thôi, còn để nước có luân chuyển. Quan trọng là đây là cần cái nước có luân chuyển vì thủy mộc tương sinh. Đó, thì cái cách là kích trong tiểu cục là như vậy và hóa ra trung cục. Nhưng mà nếu như mà trong trung cục mà không phải cái nhà vệ sinh đúng không ạ, mà nó là một không gian bình thường thôi, thì tôi để treo vào đấy một bức tranh hoa mẫu đơn đúng không ạ? Vì mẫu đơn vẫn là hoa để chuyên để mà kích tài, à chuyên để mà kích đào hoa. Còn nếu chỗ đấy mà tôi không treo được cái tranh hoa mẫu đơn đúng không ạ, thì lúc này là tôi treo lấy cái quạt cũng được đó. Mà nếu tôi không treo được cái quạt, tôi không treo được tranh hoa mẫu đơn thì tôi ít nhất tôi dọn nó sạch sẽ và tôi sẽ sử dụng giấy dán tường, tôi dán lại cái mảng đấy, chọn năm tháng ngày rồi tôi dán lại đúng cái mảng, đúng cái khe đấy thôi, vì cái phương đấy là phương đầu hoa, tôi muốn kích động nó lên, hiểu ý chưa? Thì kích đấy là kích cả trung cục và kích cả tiểu cục. Giờ thầy giải thích thêm cho một cái ý hỏi nữa. Dạ. Khi nãy là thầy có nói về lưu niên canh tí. Vâng. Và các cái hiệu ứng xảy ra khi có cái sự kết hợp thiên can, địa chi và đạo âm. Vâng. Một cái trường hợp tương tự là bây giờ mình lấy cái địa chi tí vâng. của lưu niên. Vâng. Và cái địa chi của ngày mùng 1 Tết là Mão. Đúng rồi. Hai cái đó nó hình tí mẫu tương thì như vậy nó sẽ xảy ra, nó sẽ ra cái hiệu ứng như thế nào và cái cách giải quyết của mình ra sao? Thông thường thì nếu như mà xét cái địa chi của năm nay á, bởi vì mình phải thống nhất về hai loại lịch, thống nhất lịch thứ nhất, nếu như đã xét can chi của ngày đúng không ạ, thì chúng ta phải tính đến can chi của tháng và tính đến can chi của năm đúng không ạ? Như vậy bắt đầu của ngày hôm đấy nó sẽ là kỷ hợi niên chứ không phải là kinh tí nhá. Kỷ hợi đinh sửu tháng quý mão ngày đúng không ạ? Như vậy cái mối quan hệ của chúng ta ở cái đoạn mùng một Tết năm nay á, là người ta chỉ xét trong mối quan hệ tương quan. Ví dụ như là nếu như xét là đại vận canh tí nhưng mà tháng sửu chưa chuyển, vậy tí sửu nó nhị hợp, tháng đinh sửu mà đã sang tháng mậu dần đâu.
Nhưng tử vi thì không có ngày báo. Không, vì tử vi là không có ngày báo. Tử vi chỉ có ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, 7, mùng 8, mùng 9. Chứ tử vi không bao giờ có ngày báo. Tử vi không chỉ có ngày nào tên là ngày báo ạ. Đúng không ạ? Tử vi là không có ngày báo. Tử vi là ngày mùng 1, mùng 2, tháng là 1 chạp, riêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và can chi của năm là canh tí kỷ hợi, đúng không ạ? Sang năm là ất tân mùi, đúng không ạ? Rồi nhâm thân, rồi quý mão. Chứ tử vi là không có cái tháng nào tên là tháng mão hết. Nếu nó là vào tháng mão nhá, nếu chúng tính là tháng sửu nhá, nếu tính là tháng sửu nhá chẳng hạn nhá, là ngày mão chẳng hạn nhá, thì thế thì tại sao tháng sửu lại đọc là tháng 12, tại sao lại xem là tháng 1? Hiểu ý nhá, tách nó ra, tách hẳn nó ra, nghịch dùng cái gì tính cái nó, tính thì tách cái đấy ra, đừng dính vào nhau, dính với nhau thì không bao giờ nghiên cứu ra được. Và đấy chính là một cái bí kíp mà trong quá trình mà lúc mà giảng mà phải tranh cãi cũng như là phải tranh luận với thầy rất nhiều lần về cái việc đó. Mà mày dùng cái gì mày tính cái đấy, mày tách nó ra, xem tử vi gì, ok âm lịch, nhớ đọc là một chặp riêng hai, đọc tháng 1, 12 đánh nhau nát rồi, đúng không ạ? Cứ cái thước bản nha, đọc, đúng không ạ? Và nếu như mà học và tính bát thức, đúng không, thì tháng sẽ là tháng Tý Sửu Dần Mão. Còn suy xét đến can chi của ngày, đúng không ạ? Bởi vì khi mà tính can chi của ngày trong tử vi là bắt đầu tính cục, đúng không ạ? Dùng ngày để luận cục để xét cục, xong rồi để ăn hỏa một cục hay là kim tứ cục, đúng không ạ? Khi mà ăn cục thì lúc này là dùng đến ngày, thì ngày đấy không thể dùng là ngày mão hay ngày dần được, là ngày là số mà, mùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nên chúng tách cái đấy ra, không luận chung vào được đâu.